Và câu 5 phân tích phân là một câu khá là đơn giản. Với chúng ta thể nhận thấy cái dạng chúng ta thể nhận thấy khá là dễ dàng. Nó là một câu tích phân suy rộng với cận là từ trừ vô cùng đến vô cùng. Do đó chúng ta sẽ tách cái cận ra thành hai dạng tích phân suy rộng. Một là tích phân cận là âm vô cùng và một loại tích phân cận là dương vô cùng. Và chúng ta sẽ có cái công thức về tính hai cái tích phân suy rộng này. Nó sẽ bằng lim của t tiến âm vô cùng một cái hàm với cận là từ t đến 0 x dx mà chia cho 4 x mũ 4 cộng với cả 20 x bình và cộng 26. Và tương tự đối với cả cái công thức tính đối với tích phân cận dương vô cùng. Ở đây chúng ta xét riêng cái nguyên hàm g bằng x dx mà chia cho 4 x mũ 4 mà trừ 20 x bình và cộng 26. Ở trong trường này chúng ta sẽ đặt ngay t bằng x bình. Lý do vì hàm dưới mẫu thì chúng ta thấy là nó sẽ làm một hàm chứa x bình. Còn trên tử lúc này nó là x dx. Thì x lúc này nó sẽ là khi mà chúng ta đạo hàm cái x bình ra thì chúng ta sẽ thu được x, nên do đó chúng ta đặt t bằng x bình. Và khi đó x dx nó bằng 1/2 dt. Và thay vào tích phân thì chúng ta thu được biểu thức là g nó bằng 1/2 dt mà chia cho 4t bình trừ 20t cộng 26. Và chúng ta thu được là nguyên hàm dt chia cho 2t bình trừ 10t cộng 13. Và bằng một cách nhóm thì chúng ta sẽ thu được là nó sẽ bằng 2 lần t trừ 2 nhân với 5/2 t bình mà trừ đi 2 nhân với 5/2t. Sau đó thì chúng ta cộng với cả 25/4. Và bên ngoài thì nó có 13 nên là chúng ta sẽ cộng với cả thêm 1/2 nữa. Thì sau đó sau khi biến đổi thì chúng ta thu được kết quả là nó sẽ bằng dt mà chia cho 2 t trừ 5/2 tất cả bình phương mà cộng với 1/2. Và ở đây thì ta nhận thấy nó khá giống với công thức hàm áp tang, cho nên chúng ta sẽ đi biến đổi về công thức hàm áp tang. Thì lúc này nó sẽ bằng là d của t trừ 5/2 mà trên ở dưới mẫu lúc này nó sẽ là bằng 1/2 mà nhân với cả 1 cộng với cả 4 t trừ 5/2 tức là bình. Cái này chúng ta tính nó dưới dạng là nó bằng nguyên hàm của dt mà d của 2t trừ 5/2 mà tất cả chia cho lúc này là 1 cộng với cả 2 nhân mẹ t trừ 5/2 rồi tất cả bình phương. Và khi này thì theo nguyên hàm của hàm áp tang tức là d của u mà chia cho 1 cộng u bình, lúc này nó sẽ bằng áp tang u, tức là lúc này nó sẽ bằng áp tang của 2t mà trừ 5. Và thay ngược lại thì ta thay ngược lại biến thì suy ra được là g đúng không? Chúng ta sẽ bằng là áp tang của 2x bình mà trừ 5. Và như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ có được là suy được là cái tích phân y ban đầu của chúng ta, suy được cái tích phân y ban đầu của chúng ta lúc này nó sẽ bằng lim của t tiến đến trừ vô cùng của cái hàm áp tang của 2x bình mà trừ 5 đồng với cái cận là từ t đến 0 và chúng ta cộng với cả lim của t tiến đến dương vô cùng của hàm áp tang của 2x bình mà trừ 5 với cận là từ 0 đến t. Và chúng ta thay vào thì chúng ta có được lim của t tiến đến dương âm vô cùng áp tang của 0 thì lúc này nó chính là áp tang của trừ 5 mà trừ đi áp tang của 2t bình mà trừ 5. Sau đó chúng ta cộng thêm phần lim của t tiến đến dương cùng áp tang của 2t bình mà trừ 5. Sau đó chúng ta trừ đi phần áp tang của 0. Áp tang thay của 0 vào chúng ta có được là trừ 5.
Và kết quả chúng ta thu được thì chúng ta thấy là át tăng của trừ 5 mà trừ đi át tăng của trừ 5 như vậy là nó bị triệt tiêu hết. Và cái phần còn lại thì lim của khi mà t tính dương vô cùng thì át tăng của phần này nó là dương vô cùng nên là nó sẽ bằng trừ pi trên 2. Và kết quả của phần này thì nó sẽ bằng là cộng pi trên 2. Và chúng ta thu được kết quả trong bài toán này nó sẽ bằng giới hạn ly bằng 0.